Chào các bạn thân mến, mình là Alice Linh. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Adobe Photoshop để tạo ra chùm ánh sáng cho những hình ảnh có nguồn sáng không rõ ràng. Như mình đã trao đổi với các bạn ở trong bài trước, đây là một hình ảnh có nguồn sáng không rõ ràng. Và khi nhìn vào hình ảnh này, chúng ta không thể biết được mặt trời nằm ở hướng nào và các tia sáng trong hình ảnh này đến từ hướng nào. Đối với những hình ảnh như thế này, chúng ta phải tự phán đoán hướng sáng như sao cho phù hợp và tạo ra chùm sáng theo hướng phán đoán của chúng ta. Và mỗi người khi thực hiện sẽ cho ra một kết quả khác nhau. Kết quả cuối cùng có đẹp và tự nhiên hay không là phụ thuộc rất lớn vào khả năng cảm quan và sự sáng tạo cũng như là con mắt thẩm mỹ của chúng ta. Như trong trường hợp của hình ảnh này, chúng ta thấy có bóng sáng le lói chiếu xuống mặt đường và ở khu vực này những tán lá trông có vẻ sáng hơn nhiều so với những khu vực khác. Do đó mình sẽ tạo ra một chùm sáng chiếu từ trên cao xuống như thế này. Nào bây giờ chúng ta hãy bắt tay vào thực hiện nhé. Đầu tiên các bạn nhấp vào đây để tạo ra một layer mới. Sau đó các bạn chọn công cụ Brush. Phím tắt của công cụ Brush trên bàn phím là chữ B. Trên thanh tùy chọn của công cụ Brush, chúng ta để độ cứng của Brush là 100%. Kích cỡ của Brush khoảng 90 pixel. Opacity là 85%. Flow là 100%. Sau đó chúng ta đưa con trỏ của công cụ Brush và nhấp vào hình ảnh để tạo thành những đốm chấm bi như thế này. Nhớ là chúng ta đang làm việc trên layer 1 nhé các bạn. Tiếp theo, chúng ta giảm kích cỡ Brush xuống 65 pixel và giảm opacity xuống 50% và tiếp tục dùng brush để tạo thành những đốm chấm bi trên hình ảnh như thế này. Kết quả là chúng ta đã tạo ra được một tập hợp gồm rất nhiều hình tròn với kích cỡ khác nhau nằm lẫn lộn và tạo thành một hình na ná như hình tam giác. Bây giờ chúng ta vào filter blur, chọn radial blur. Vì chúng ta muốn ánh sáng bắt nguồn từ trên này và nó tỏa ra xung quanh như thế này, nên chúng ta sẽ điều chỉnh các thông số trong mảng Radial Blur như sau. Trong phần Blur Method, các bạn chọn Zoom. Trong phần Quality, các bạn chọn Best. Chúng ta để ở Mount khoảng 89. Tiếp theo, chúng ta cần ánh sáng tỏa ra từ vị trí này và nó tỏa xuống bên này như thế này, chứ không phải là tỏa lên đây hoặc là lên đây. Nên chúng ta sẽ điều chỉnh cho tâm của các đường thẳng trong bảng Blur Center dịch lên sát mép trên như thế này luôn, và nó nằm ở khoảng giữa của cạnh trên của bảng Blur Center. Rồi nhấp OK. Vậy là chúng ta đã tạo ra được một chùm sáng chiếu xuyên qua các tán lá cây rừng và rọi xuống mặt đất. Nếu các bạn muốn điều chỉnh kích cỡ của chùm sáng này thì rất đơn giản. Các bạn chỉ cần chọn công cụ Move, sau đó một hộp với các điểm điều khiển sẽ xuất hiện như thế này và chúng ta có thể điều chỉnh cho chùm sáng này dài ngắn hoặc là hẹp rộng tùy ý chúng ta. Quan sát phần ngọn của chùm sáng, các bạn thấy những phần tán lá cây ở đây hoặc là ở đây nó rất là tối. Điều này có nghĩa là gì ạ? Tức là ánh sáng không chiếu qua những tán lá đó. Do đó nếu chúng ta cứ để chùm sáng như thế này thì nó sẽ trông rất là thiếu tự nhiên. Để làm cho nó trông tự nhiên hơn, chúng ta có thể thực hiện thêm một số bước như sau. Các bạn nhấp vào đây để tạo ra một layer mặt nạ. Sau đó chúng ta chọn công cụ Brush. Chúng ta để độ cứng của Brush là 0%. Sau đó chúng ta để màu foreground là màu đen và màu background là màu trắng. Và sau đó chúng ta bắt đầu dùng con trỏ của công cụ Brush để tô vào những phần tán lá tối. Lưu ý là khu vực nào mà chúng ta muốn ánh sáng mất đi càng nhiều thì chúng ta để opacity của Brush càng cao và ngược lại.
Tiếp theo chúng ta nhấn tổ hợp phím Ctrl Alternate Shift E để hợp nhất các layer lại. Sau đó để cho chùm sáng sống động hơn, chúng ta có thể nâng độ tương phản của hình ảnh lên một chút bằng cách vào Image Adjustment, chọn Brightness Contrast và nâng Contrast lên 10. Sau đó chúng ta vào đây, chọn Curve. Ở trên kênh Blue chúng ta sẽ giảm sáng như sau. Cuối cùng một lần nữa ấn tổ hợp phím Ctrl Alternate Shift E để hợp nhất các layer lại. Vậy là chúng ta đã hoàn thành việc tạo ra chùm sáng cho hình ảnh có nguồn sáng không rõ ràng rồi đó các bạn. Bài học ngày hôm nay xin kết thúc ở đây. Xin cảm ơn các bạn và chúc các bạn một ngày vui vẻ.